Thanh Thúy lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng truyền nữ Việt Nam, góc độ nào cũng thấy đẳng cấp. Nếu bạn muốn đứng ở chỗ ít người có thể đứng thì bạn thì bạn phải làm được những việc ít người có thể làm được. Chúng ta có thể nói Thanh Thúy đã làm được việc như vậy và đó là lý do vì sao cô có vị trí như ngày hôm nay trong làng bóng truyền nữ Việt Nam. Tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2017, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc Hàn Quốc thời điểm đó là trị đại số 3 châu Á chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Thanh Thúy vẫn có sự góp mặt của Đào Thị Xuân. Những hình bóng của họ trong đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn rõ nét. Nhưng không chỉ có vậy, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam còn có hai nữ phụ công, huyền thoại là Ngọc Hoa và Kim Huệ. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của cầu thủ, cầu thủ truyền Nguyễn Thị Hồng Đào, và nữ chủ công Đinh Thị Thúy, một gương mặt bước qua tuổi 19 dù mới chỉ 20 tuổi, đang đối diện với hai đàn chị lừng danh là Kim Huệ và Ngọc Hoa, cộng thêm việc thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc thời điểm đỉnh cao. Đội có nhiều ngôi sao tỏa sáng, Thanh Thúy vẫn thi đấu với sự tự tin tột cùng. Cô nàng đã ghi tới 25 điểm nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Bất kể là Việt Nam hay Hàn Quốc, sự nỗ lực và sự tự tin của Thanh Thúy đã trói lọi giữa bầu trời bóng truyền châu Á. Trận đấu không thể nào quên trong sự nghiệp của Thanh Thúy diễn ra tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2017. Trong cuộc đối đầu căng thẳng với chị đại Hàn Quốc, Thanh Thúy đã lập công gấp đôi số điểm của Ngọc Hoa 12 điểm và Kim Huệ cũng 12 điểm, trong khi Đào Thị Xuân ghi được 8 điểm và Đinh Thị Thúy ghi được 5 điểm. Phía Hàn Quốc, người kiến tạo nên sự chinh lệch trong trận đấu này không ai khác chính là phụ công cao vượt trội Yang Yi-jun với tổng cộng 15 điểm. Những điểm đặc biệt đáng chú ý là vai trò quan trọng của Thanh Thúy trong việc giúp tuyển Việt Nam giành xếp 3 với sự cách biệt 25-17. Điều này khiến huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc phải lo lắng và buộc phải tung vào sân ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử của bóng truyền Hàn Quốc, chủ công Kim kong cao tới 1m92 trong xếp 4. Dưới sự dẫn dắt của Kim kong Hàn Quốc đã lật ngược tình thế để giành chiến thắng 25-22 ở set thứ tư, từ đó ấn định tổng tỷ số 3-1. Dù không thể mang lại một cuộc lật đổ trước Hàn Quốc, nhưng màn trình diễn của Thanh Thúy trong trận đấu này vẫn được coi như một trong những khoảnh khắc để đời. Điều đầu tiên ở góc độ tinh thần, cô đã thể hiện sự tự tin đặc biệt, không hề để bị áp đặt bởi sự nổi tiếng của hai đàn chị là Ngọc Hoa và Kim Huệ, hay đối đầu với một đối thủ mạnh như Hàn Quốc. Thứ hai về mặt chuyên môn, con số 25 điểm ghi được trước một đối thủ Hàn Quốc là minh chứng cho khả năng nã đại bác xuất sắc của Thanh Thúy. Điều này chỉ càng nổi bật khi nhớ rằng cô mới 20 tuổi và không có một chủ công nào, thậm chí là không có ngôi sao nào khác của Việt Nam từng có thành tích tương tự trong bối cảnh khó khăn như vậy. Triết lý hiện đại của ông Chao Si có ấn tượng hơn huấn luyện viên Gong O Ki-un huấn luyện viên Chau Si nói rằng U23 Việt Nam bây giờ lối chơi hiện đại hơn so với quá khứ. Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp có những phát biểu gây chú ý ở vòng loại U23 châu Á 2024 về bóng đá Việt Nam. Phần lớn phản ánh chuyện bóng đá Việt Nam chưa đáp ứng được chiến thuật của huấn luyện viên Chau Si đang xây dựng. Trước đây, các bàn thắng của Việt Nam là những tình huống ngẫu nhiên hay may mắn. Hiện tại cũng có những khoảnh khắc cần may mắn, nhưng hiện đại hơn trong lối chơi Truyền thông Việt Nam đã dẫn lại lời phát biểu của huấn luyện viên Châu Si sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Yemen. Mới nhất, huấn luyện viên Châu Si nói, những gì diễn ra ở trận này U23 Việt Nam hòa Singapore 22 phản ánh bóng đá trong nước. Ở đó các bàn thắng phần nhiều đến từ cố định hay chờ sự xuất sắc của ngoại binh. Điều này không thể cải thiện sớm chiều. Mục tiêu của tôi là cải thiện chất lượng bóng đá chơi sòng phẳng với các đối thủ để làm được điều đó đội cần tốt hơn có nhiều bàn thắng hơn từ các tình huống mở một phát biểu gây chú ý khác huấn luyện viên Chelsea si nhận xét về trình độ cầu thủ của việt nam nếu nhìn từ nền tảng cầu thủ và bóng đá việt nam các cầu thủ còn thiếu sót nhiều về chất lượng từ đường truyền các tình huống cơ bản khống chế và nhận bóng Quan điểm của huấn luyện viên Chelsea si rất rõ ràng, triết lý đang xây dựng cho U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam vẫn chưa được các cầu thủ đáp ứng. Đây là triết lý để nhà cầm quân người Pháp hướng đến các mục tiêu như U23 Việt Nam dự Olympic, tuyển Việt Nam dự World Cup 2026. Liệu các cầu thủ Việt Nam đáp ứng được triết lý của ông Chelsea si thì nâng tầm đẳng cấp châu lục dự Olympic và World Cup 2026 không? Đó là câu chuyện khó nói trước được đáp án. Nhưng ông Châu Si có phép màu thì có lẽ không phải chờ gần 20 năm để quay lại dẫn dắt đội một đội tuyển quốc gia. Liệu có ấn tượng hơn huấn luyện viên Gong O Kiun? Năm ngoái, huấn luyện viên Gong O Kiun dẫn dắt U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2022 trong sự hoài nghi của mọi người. Ông Gong đã để lại ấn tượng lớn với lối chơi hiện đại, tinh thần chiến đấu và phong cách chiến thuật đa dạng. Các bàn thắng của U23 Việt Nam không hề ăn may mà đến từ lối chơi đẹp mắt, bài bản và hiệu quả. Truyền thông Hàn Quốc dùng cụm từ ma thuật của huấn luyện viên Gong Oh kiun sau khi U23 Việt Nam xuất sắc vào tứ kết U23 châu Á 2022. Phong cách của ông Ung thật đặc biệt và khó đoán với cách lựa chọn con người ngẫu nhiên lẫn sơ đồ. Cả 3 trận đấu vòng bảng thì huấn luyện viên Gong Oh dùng 22 trên 23 cầu thủ sơ đồ chiến thuật binh hoạn 4141, 532, 433 vân vân. Lối chơi của U23 Việt Nam thực sự khiến khán giả hứng thú và hết lời khen ngợi. Tâm thế đã tấn công, chơi passing dồn ép U23 Thái Lan liên tục và đánh rơi chiến thắng ở cuối trận. Đó là minh chứng thiết thực nhất. Ông Wong cũng có phát biểu gây chú ý sau trận U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc là xin lỗi vì không thể giành chiến thắng. Nhiều người nghĩ nhà cầm quân này nổ, nhưng clip trong phòng thay đồ được trưng ra thì ai cũng nể phục. Ông Wong không nổ mà trước trận đấu với Hàn Quốc nói với các học trò là phải hạ đối thủ. Ở trận quyết định với U23 Malaysia, Huấn luyện viên Gong dùng cầu thủ dự bị với tư tưởng Việt Nam có đẳng cấp vượt trội kết quả 2-0 với thế trận dồn ép Malaysia cho thấy ông Gong nói chính xác. Hơn thế, huấn luyện viên Gong Okiun trình làm một loạt gương mặt mới như Tiến Long, Duy Cương, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhân, vân vân Tất cả đều chơi tốt thi đấu với tinh thần không biết sợ. Nếu nhìn về lối chơi của u 3 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chelsea si qua 3 trận đấu giao hữu ở Qatar, SEA 3 32 và vòng loại u 3 châu Á 2024, nhiều người hâm mộ không có để nhận xét chữ ấn tượng so với thời huấn luyện viên Gong Oh Ki-un.